này đã đang nghiên cứu bừa bãi các bạn, quậy vỉa nổi hết lên trên mặt luôn nhỉ. Rất nhiều sỏi, tuy sỏi không đẹp tí nhưng mà rất là nhiều cứt sào, đi chơi thì là một vốc luôn này. Cứt sào tắc tít. Được cái hôm nay trời rất mát luôn, mây mù bao phủ, nhẹ ngàng tí nữa chắc còn mưa rào mới có về được không đây. Được cái này mát rồi, dã man. Quậy to quậy nhỏ có tất luôn, bới tìm ra mạt bắt đầu mang dụng cụ ra để đào bới các bạn ạ, xem kiếm ăn được gì không chứ nhà dịch dã này chết đói mất. Thời tiết mát mẻ, mây mù bao phủ, nói chung là thời tiết này em đi làm đá là nhất luôn, mát sương. Mỗi tội là gây mưa bão là mẹ không còn gì mà che đâu. Đây là một khung cảnh rất là thơ mộng. Bên ngoài xa cái là ngã ba Tân Hương nha, cực rộng rãi. Khung cảnh những đồi cây xanh bát ngát luôn, đồi bạch đàn xanh mướt này, nước thì trong veo luôn các bạn nhé, cực kỳ đẹp, này còn sạch hơn biển nhiều luôn.